Xin kính chào quý bậc phụ huynh, chào các em học sinh đang theo học trên truyền hình. Cô Giang rất vui lại được đồng hành cùng với các em trong môn tiếng Việt lớp 2 của bộ sách Cảnh Diều. Các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ bước sang chủ đề mới, chủ đề Em yêu thiên nhiên. Vậy chủ đề này có gì thú vị? Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết tranh vẽ gì nhé. Các em hãy nói thật to câu trả lời của mình. Quan sát bức tranh, các em thấy trong bức tranh có ông mặt trời đang chiếu những tia sáng ấm áp xuống trái đất, có bầu trời, có những dãy núi nhấp nhô, có biển với chú cá heo đang nhảy múa, có cây cối, có hoa lá và có những chú chim, đàn bướm đang bay lượn. Ngoài ra, chúng ta còn thấy có các bạn hươu cao cổ, thỏ con, ún con. Đặc biệt trong bức tranh này còn có các bạn nhỏ đang ngắm cảnh và đang chơi đùa với những con vật dễ thương đấy. Các em ạ, những vật xung quanh chúng ta được gọi là thiên nhiên. Thiên nhiên có vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống và với trái đất này. Chủ điểm đầu tiên mà chúng ta sẽ học trong chủ đề này đó là chủ điểm lá phổi xanh. Vậy lá phổi xanh là gì? Chúng ta hãy cùng chia sẻ về chủ điểm này nhé. Các em hãy đọc yêu cầu đầu tiên cùng với cô nào. Em biết cây nào trong các loại cây dưới đây? Các em quan sát trên màn hình, chúng ta có tất cả 7 loại cây. Vậy đâu là cây bàng, cây lúa, cây cam, cây hoa hồng, cây ngô hay còn gọi là cây bắp, cây cải bắp và cây thông? Các em hãy chỉ vào tranh và hãy nói thật to những loại cây em biết nhé. Cô sẽ dành thời gian cho các em. Đây là những loại cây rất quen thuộc. Vì vậy, cô nghĩ rằng các em đã chỉ và nói được tên của các loại cây rồi đấy. Cô giới thiệu với các em, đây là cây bàng. Cây bàng có lá dày và tỏa bóng mát, vì vậy cây bàng thường được trồng trong sân trường đấy. Còn đây là cây cải bắp, cây hoa hồng, cây cam, cây ngô hay còn gọi là cây bắp, cây lúa và cây thông. Những loại cây này được xếp vào những nhóm cho phù hợp với lợi ích của chúng. Vậy những loại cây này được xếp vào những loại nhóm cây nào? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang yêu cầu thứ hai nhé. Yêu cầu thứ hai, xếp tên mỗi loài cây nói trên vào nhóm thích hợp. Chúng ta sẽ có tất cả 5 nhóm. Nhóm cây thứ nhất, cây lương thực, thực phẩm. Nhóm cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây lấy bóng mát, cây hoa. Vậy, trong những loại cây mà chúng ta vừa tìm hiểu, đâu là cây lương thực thực phẩm, đâu là cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây lấy bóng mát và cây hoa? Các em ạ, cây lương thực là những loại cây cung cấp tinh bột cho con người đấy. Và cây thực phẩm là những loại cây, những loại rau, củ, quả dùng để chế biến thức ăn hàng ngày. Cô có ví dụ cây cải bắp được gọi là cây thực phẩm. Chúng ta sẽ đưa cây cải bắp vào nhóm cây lương thực thực phẩm. Và những loại cây còn lại, các em hãy xếp vào câu A, câu B, câu C, câu D và câu E cho phù hợp nhé. Cô sẽ dành thời gian cho các em. Cô nghĩ rằng các em đã xếp vào những nhóm cây phù hợp rồi đấy. Trong nhóm cây lương thực, thực phẩm, cô có cây ngô, cây lúa. Ngoài cây ngô, cây lúa, chúng ta còn có cây khoai, cây sắn cũng là cây lương thực. Và cây thực phẩm chúng ta còn có các loại rau, củ quả như rau muống, rau ngót, vân vân. Và cây ăn quả, chúng ta có cây cam. Ngoài cây cam, chúng ta còn có nhiều loại cây ăn quả khác, ví dụ như cây chanh, cây xoài, vân vân. Và cây lấy gỗ, chúng ta có cây thông. Ngoài cây thông, trong cuộc sống của chúng ta còn nhiều loại cây khác, ví dụ cây lim, cây lát. Cây lấy bóng mát, chúng ta có cây bàng. Ngoài cây bàng, ở trong sân trường chúng ta còn có rất nhiều loại cây khác, ví dụ như cây phượng, cây bằng lăng. Và cây hoa, chúng ta có cây hoa hồng. Ngoài cây hoa hồng, chúng ta còn có hoa huệ, hoa lan, vân vân. Và những loại cây này được xếp vào những nhóm cây có lợi ích của chúng. Và ngoài những loại cây mà chúng ta vừa xếp, còn có những loại cây vừa là cây ăn quả, vừa là cây lấy gỗ, vừa là cây lấy bóng mát, ví dụ như cây mít, cây xoài, vân vân. Và chúng ta còn có những loại cây vừa là cây bóng mát, vừa là cây hoa, ví dụ trong sân trường chúng ta thấy có cây phượng, cây bằng lăng. Các em ạ, cây cối đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta cũng như trong trái đất này. Những cây xanh được gọi là lá phổi xanh của trái đất. Trong chủ điểm lá phổi xanh, chúng ta sẽ được tìm hiểu thêm về vai trò và lợi ích của các loại cây xanh. Cô chúc cho tất cả các em sẽ có những bài học thú vị trong chủ điểm này nhé. Các em ạ, miêu tả về cây cối, về vẻ đẹp của các loài hoa, của các con vật. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài đọc 1, bài Tiếng Vườn của tác giả Ngô Văn Phú. Các em hãy dựa sách trang 22 và lắng nghe cô đọc nhé. Tiếng vườn. Mùa xuân về lúc nào không rõ, tôi nghe tiếng vườn gọi. Trong vườn, cây muỗng khoe chùm hoa mới. Hoa muỗng thua tủa trổ thẳng lên trời. Hoa nhài trắng xóa bên vại nước. Những bông hoa nhài trắng, một màu trắng tinh khôi, hương thơm ngạt ngào. Khi hoa nhài nở, hoa bưởi cũng đua nhau nở rộ. Từng chùm hoa bưởi, cánh trắng chẳng kém hoa nhài, nhưng lại có những tua nhị vàng như những bông thủy tiên thu nhỏ. Nhưng ấn tượng nhất là những tán xoan, cả mùa đông phơi thân cành khô cong trước gió lạnh. Vậy mà hơi xuân vừa chớm đến, trên những cành cây khô ấy bỗng vỡ òa ra những chùm lộc biếc. Trong những tán lá cây vườn, chim vảnh khuyên lích chích tìm sâu trong bụi chanh. Những cánh ong mật quay tít trên chùm hoa bưởi. Đàn trào mào ríu rít trên các cành xoan, vừa ở vườn này đã bay sang vườn khác. Theo Ngô Văn Phú. Các em thân mến, đây là một bài văn miêu tả về vẻ đẹp của các loài cây, loài hoa và những con vật ở trong khu vườn. Vì vậy, khi đọc, các em chú ý đọc với giọng chậm rãi, đọc với giọng vui tươi và nhẹ nhàng nhé. Bây giờ, các em hãy chú ý quan sát vào trong vở hoặc trên màn hình và cho cô biết trong bài văn này có tất cả bao nhiêu đoạn? Trong bài văn này có tất cả 4 đoạn đấy. Đoạn 1 là 2 câu đầu tiên. Đoạn 2, từ trong vườn cho tới những bông thủy tiên thu nhỏ. Đoạn 3 là từ những ấn tượng nhất cho tới vỡ òa ra những chùm lộc biếc. Và đoạn 4 là đoạn còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện đọc từng đoạn 1 nhé. Đoạn 1 và đoạn 2. Đoạn 1 khá ngắn, chính vì vậy chúng ta sẽ kết hợp luyện đọc đoạn 1 và đoạn 2 cùng nhau nhé. Các em hãy đọc đoạn 1 và đoạn 2 cùng với cô nào. Và khi đọc đoạn 1, đoạn 2, các em chú ý đọc thêm tên của bài. Tiếng vườn. Mùa xuân về lúc nào không rõ, tôi nghe tiếng vườn gọi. Trong vườn, cây muỗng khoe chùm hoa mới. Hoa muỗng tua tùa trổ thẳng lên trời, hoa nhài trắng xóa bên vại nước. Những bông nhài trắng, một màu trắng tinh khôi, hương thơm ngạt ngào. Khi hoa nhài nở, hoa bưởi cũng đua nhau nở rộ. Từng chùm hoa bưởi, cánh trắng, chẳng kém hoa nhài, nhưng lại có những tua nhị vàng như những bông thủy tiên thu nhỏ. Trong đoạn 1 và đoạn 2, các em chú ý đọc đúng cho cô những từ ngữ sau. Trong từ tiếng vườn, các em chú ý cho cô tiếng vườn có vần ươn, âm cuối n. Khi đọc, các em chú ý phân biệt âm cuối n và âm cuối ngờ nhé. Trong từ ngạt ngào, các em chú ý cho cô tiếng ngạt có vần át, âm cuối tờ. Trong tiếng muỗng, các em chú ý cho cô tiếng muỗng có số ngã. Khi đọc, các em hãy kéo dài giọng ra nhé. Và đọc đúng cho cô từ tua tủa. Các em ạ, muỗng là một cây cùng loại với quả xoài, giống quả xoài nhưng nhỏ hơn. Trên màn hình các em quan sát, đây là cây muỗng đấy. Tua tủa là từ gợi tả dáng chĩa ra không đều của nhiều loại vật cứng. Ví dụ các em thấy trong cây này chúng ta có những cành lá tủa ra các bên. Ngoài ra, trong sách giáo khoa còn giải nghĩa cho chúng ta từ tinh khôi. Tinh khôi có nghĩa là hoàn toàn tinh khiết, thuần một tính chất nào đó, tạo cảm giác tươi đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện đọc lại đoạn 1 và đoạn 2 của bài văn nhé. Các em hãy chú ý lên màn hình và đọc theo hiệu ứng của cô nhé. Cô nghĩ rằng các em đã đọc tốt đoạn 1 và đoạn 2 của bài văn rồi đấy. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang đoạn thứ 3 nhé. Các em hãy đọc đoạn 3 cùng với cô nào. Nhưng ấn tượng nhất là những tán xoan. Cả mùa đông phơi thân cành khô cong trước gió lạnh. Vậy mà hơi xuân vừa chớm đến, trên những cành cây khô ấy bỗng vỡ òa ra những chùm lộc biếc. Trong đoạn văn này có 2 câu và câu thứ 2 khá dài, vì vậy khi đọc các em chú ý ngắt hơi sau dấu phẩy và ngắt hơi sau tiếng ấy và nghỉ hơi sau dấu chấm. Các em hãy đọc lại đoạn 3 theo hiệu ứng của cô nhé. Cô nghĩ rằng các em đã đọc tốt đoạn 3 rồi đấy. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang đoạn thứ 4 nhé. Các em hãy đọc đoạn thứ 4 cùng với cô nào. Trong những tán lá cây vườn, chim vảnh khuyên lít chích tìm sâu trong bụi chanh. Những cánh ong mật quay tít trên chùm hoa bưởi. Đàn trào mào ríu rít trên các cành xoan. Vừa ở vườn này đã bay sang vườn khác. Theo Ngô Văn Phú. Trong đoạn thứ 4 này, các em chú ý đọc đúng và nhấn giọng cho cô từ lích chích, từ ríu rít. Trong từ ríu rít, cả 2 tiếng đều có chứa âm r. Khi đọc, các em nhớ nhấn giọng và uốn lưỡi vào trong nhé. Các em hãy đọc lại cho cô hai từ lích chích, ríu rít. Các em đọc lại nào. Bây giờ các em hãy đọc theo hiệu ứng đoạn văn thứ tư và chú ý đọc thêm tên của tác giả nữa nhé. Vừa rồi, các em đã cùng cô chúng ta luyện đọc các đoạn văn. Bây giờ, các em hãy đọc lại toàn bài văn một lần nữa nhé. Tiếng vườn. Mùa xuân về lúc nào không rõ, tôi nghe tiếng vườn gọi. Trong vườn, cây muỗng khoe chùm hoa mới. Hoa muỗng tua tùa, trổ thẳng lên trời. Hoa nhài trắng xóa bên vại nước. Những bông nhài trắng, một màu trắng tinh khôi, hương thơm ngạt ngào. Khi hoa nhài nở, hoa bưởi cũng đua nhau nở rộ. Từng chùm hoa bưởi, cánh trắng chẳng kém hoa nhài, nhưng lại có những tua nhị vàng như những bông thủy tiên thu nhỏ. Nhưng ấn tượng nhất là những tán xoan. Cả mùa đông với thân cành khô cong trước gió lạnh, vậy mà hơi xuân vừa chớm đến, trên những cành cây khô ấy, bỗng vỡ òa ra những chùm lộc biếc. Trong những tán lá cây vườn, chim phành khuyên lích chích tìm sâu trong bụi chanh. Những cánh ong mật quay tít trên chùm hoa bưởi, đàn trào mào ríu rít trên các cành xoan, vừa ở vườn này đã bay sang vườn khác, theo Ngô Văn Phú. Vừa rồi, các em đã cùng cô chúng ta đọc lại toàn bài văn Tiếng vườn. Vậy bài văn Tiếng vườn muốn nói với chúng ta điều gì? Các em hãy tiếp tục sang hoạt động tiếp theo, hoạt động đọc hiểu. Em hãy đọc thầm đoạn 2 và cho cô biết trong vườn có những cây nào nở hoa. Cô sẽ dành thời gian cho các em nói thật to câu trả lời của mình. À, trong vườn có cây muỗng, cây nhài, cây bưởi nở hoa đấy. Cô giới thiệu với các em, đây là hoa của cây muỗng, đây là hoa của cây nhài và đây là hoa của cây bưởi. Ngoài ra, trong đoạn văn thứ 3, chúng ta còn thấy nhắc tới một loài cây nữa, đó là cây xoan. Và cô giới thiệu với các em, đây là chùm hoa xoan. Hoa xoan có màu tím và bông rất nhỏ, trông thật dễ thương phải không các em? Trong vườn có rất nhiều loại cây đua nhau khoe sắc. Vậy có những con vật nào đến khu vườn để ngắm những bông hoa này? Chúng ta tiếp tục sang câu hỏi thứ 2 nhé. Câu hỏi số 2, có những con vật nào bay đến vườn cây? Các em hãy đọc thầm đoạn 4 và trả lời cho cô câu hỏi này nhé. Các em hãy nói thật to câu trả lời của mình. Đoạn 4 cho chúng ta thấy có những con vật bay đến vườn cây, đó là con chim vành khuyên, con ong mật và đàn trào mào. Vậy để tạo nên tiếng vườn thì ngoài những bông hoa khoe sắc, chúng ta còn có điều gì tạo nên tiếng vườn nữa? Chúng ta tiếp tục sang câu hỏi số 3 nhé. Câu hỏi số 3. Theo em hiểu, những gì đã tạo nên tiếng gọi của vườn? Chọn ý đúng nhất. A. Tiếng các loài hoa khoe sắc đẹp. B. Tiếng hót của các loài chim và tiếng bầy ong đập cánh. C. Cả hai ý A và B. Các em hãy suy nghĩ và lựa chọn cho mình đáp án đúng nhất. Các em hãy nói thật to đáp án của mình nào? À, cô nghĩ rằng tất cả các em đều lựa chọn đáp án đúng là đáp án C, cả A và B. Để tạo nên tiếng vườn sẽ gồm có tiếng các loài hoa khoe sắc đẹp và tiếng hót của các loài chim và tiếng bầy ong đập cánh đấy. Vậy bài văn ngày hôm nay miêu tả điều gì? Các em hãy suy nghĩ và nói thật to câu trả lời của mình nào. Bài văn miêu tả vẻ đẹp của các loài hoa, hoạt động của các con vật trong vườn cây báo hiệu mùa xuân đến. Đây cũng chính là nội dung chính của bài văn mà chúng ta luyện đọc ngày hôm nay. Các em hãy đọc lại nội dung chính của bài lần nữa nào. Bài văn miêu tả vẻ đẹp của các loài hoa, hoạt động của các con vật trong vườn cây báo hiệu mùa xuân đến. Vậy là vừa rồi, các em đã cùng cô, chúng ta luyện đọc và tìm hiểu bài văn Tiếng vườn. Sau tiết học trên truyền hình, các em hãy đọc nhiều lần bài văn Tiếng vườn để học cách miêu tả về các loài hoa, về những con vật có trong vườn cây của tác giả để phục vụ cho việc miêu tả về cây cối, về con vật ở sau này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang hoạt động tiếp theo. Và trước khi sang hoạt động tiếp theo, cô sẽ cho các em giải lao bằng một bài hát. Các em hãy cùng lắng nghe và nhún nhảy theo bài hát này nào. Vừa rồi, các em vừa được lắng nghe bài hát Em yêu cây xanh. Cô hy vọng rằng các bạn nhỏ của cô cũng giống như các bạn nhỏ yêu cây xanh và trồng thật nhiều cây xanh để cuộc sống của chúng ta thêm tươi đẹp hơn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang hoạt động tiếp theo. Hoạt động luyện tập. Các em hãy cùng cô, chúng ta đọc yêu cầu của bài tập 1 nào. Trả lời câu hỏi khi nào hoa bưởi đua nhau nở rộ. Vừa rồi chúng ta đã đọc và tìm hiểu bài Tiếng vườn. Các em hãy dựa vào bài Tiếng vườn và trả lời cho cô câu hỏi khi nào hoa bưởi đua nhau nở rộ. Cô sẽ dành thời gian cho các em hãy nói thật to câu trả lời của mình nhé. A. Khi hoa nhài nở, hoa bưởi cũng đua nhau nở rộ. Vậy khi nào những cành xoan nảy lông? Các em hãy tiếp tục trả lời câu hỏi này cho cô nào. A. Khi hơi xuân chớm đến, những cành hoa xoan bỗng vỡ òa ra những chùm lộc biếc. Trong hai câu hỏi, câu A và câu B, các em hãy cho cô biết trong hai câu hỏi này có gì giống nhau nào? À, trong hai câu hỏi này đều có cụm từ khi nào. Các em ạ, khi hỏi về thời gian, chúng ta thường sử dụng cụm từ khi nào. Vậy, còn có những từ ngữ nào có thể thay thế từ khi nào để hỏi về thời gian nữa? Chúng ta tiếp tục sang bài tập số 2 nhé. Các em hãy đọc yêu cầu thứ 2 cùng với cô nào. Những từ ngữ nào ở bảng bên có thể dùng đặt câu thay cho khi nào, và câu B có thể dùng trả lời cho câu hỏi khi nào. Chúng ta có các từ ngữ bao giờ, mùa nào, mùa xuân, tháng 2, tháng mấy, hôm qua. Chúng ta sẽ lựa chọn những từ ngữ ở bảng bên vào câu A và câu B cho phù hợp. Cô có ví dụ. Cô thay từ bao giờ cho từ khi nào. Cô có câu hỏi: bao giờ hoa bưởi đua nhau nở rộ? Khi cô thay từ khi nào bằng từ bao giờ, câu hỏi có thay đổi không các em? Khi cô thay từ bao giờ thì nội dung của câu hỏi không thay đổi, và chúng ta có thể sẽ có câu trả lời cho câu hỏi khi nào. Mùa xuân, hoa bưởi đua nhau nở rộ. Vậy từ mùa xuân là từ trả lời cho câu hỏi khi nào. Vậy chúng ta có thể sắp xếp từ bao giờ vào câu A và từ mùa xuân vào câu B. Và những từ ngữ còn lại, các em hãy sắp xếp vào câu A và câu B cho phù hợp nhé. Cô sẽ dành thời gian cho các em. Những từ ngữ này chúng ta có thể xếp vào như sau. Từ bao giờ chúng ta sẽ đặt vào câu A. Mùa nào chúng ta cũng đặt vào câu A. Và tháng mấy chúng ta cũng đặt vào câu A. Và từ ngữ có thể dùng trả lời cho câu hỏi khi nào. Chúng ta có các từ chỉ thời gian như từ mùa xuân, từ tháng 2 và từ hôm qua. Các em ạ, để thay thế cho từ khi nào để hỏi về thời gian, chúng ta có thể thay thế bằng các từ bao giờ, mùa nào, tháng mấy. Và để có câu hỏi và câu trả lời cụ thể hơn, chúng ta có thể có thêm những từ ngữ khác, ví dụ như ngày nào, tuần nào, hôm nào, vân vân. Và tương đương với câu hỏi, chúng ta sẽ có các từ trả lời cho câu hỏi khi nào như là mùa xuân, tháng 2, hôm qua. Ngoài ra, chúng ta còn có những từ ngữ chỉ thời gian để trả lời cho câu hỏi khi nào nữa đấy. Ví dụ như ngày mai, ngày thứ 2, ngày thứ 3, hay tuần sau nữa, vân vân. Các em thân mến, tương đương với câu hỏi cụ thể, chúng ta cũng sẽ có câu trả lời cụ thể. Ví dụ cô có câu hỏi: ngày nào các em được nghỉ Tết? Chúng ta sẽ có câu trả lời: ngày 26 chúng ta được nghỉ Tết, chẳng hạn. Vậy là trong bài tập 1 và bài tập 2, chúng ta đã làm quen với mẫu câu hỏi về thời gian, đó là mẫu câu khi nào, và chúng ta đã tìm hiểu thêm những từ ngữ có thể thay thế để hỏi về thời gian và trả lời cho câu hỏi về thời gian. Sau tiết học trên truyền hình, các em hãy hoàn thành bài tập 1 và bài tập 2 vào trong vở bài tập cho cô nhé. Vậy là trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về chủ đề, chủ điểm và luyện đọc bài Tiếng Vườn, tìm hiểu về mẫu câu khi nào và những từ ngữ để hỏi và trả lời cho câu hỏi chỉ thời gian. Sau tiết học trên truyền hình, các em hãy tiếp tục ôn luyện lại những kiến thức mà chúng ta vừa học trong bài nhé. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chào và hẹn gặp lại các em.